Rồi, đây là một chiếc xe, đây là xe đây bạn. Wow. Đây là một chiếc xe 7 chỗ các bạn. Wow, chạy tốt các bạn à. Đây mình hai chiếc nữa luôn. Wow, tuyệt vời luôn. Rồi, thêm một chiếc xe này nữa. Rồi, đây là xe 7 chỗ luôn các bạn. Xe đua các bạn. Wow. Nhiều xe quá, có thể chạy được hết. Wow, tuyệt vời luôn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vô vỏ luôn các bạn. À, hôm nay thu hộp cục xi nhiều quá các bạn ơi. Wow. Wow, đây có xi nữa nè các bạn. Đó. 1 2 3 4 5 6 chiếc xi luôn các bạn. Wow, quá chiều đây to ghê các bạn ơi. Wow. Wow, thì qua xi to thật tốt. À. À mình có xi bán tải nè các bạn. Đó. Thêm xi xi bé chỗ nữa các bạn. Wow, quá tuyệt vời luôn ha. Rồi, ba chiếc xi đây có thể chạy được không nha các bạn. 2 3. Wow, tốt. Wow. Xe đã hư rồi bạn. Rồi, cho vô vỏ luôn nha bạn. Nhiều xe quá, thu hoạch nhiều xe thôi. 1, 2, 3 nữa, trời. Quá trời xe rồi bạn, thêm xe máy bay nữa. Ở đây có xe buýt này bạn. Wow, à, có xe buýt nè. Xe mô tô nữa nè các bạn. Wow. À, đây là một chiếc xe hơi nữa. Có một chiếc máy bay được thêm màu vàng nữa nè các bạn. Trời, quá tuyệt vời luôn ha. To vô gió luôn nha các bạn. Đây còn chạy không các bạn? Ngoan. Wow, tuyệt vời, quá chạy các bạn à. To vô gió luôn. Wow, một con. Rồi, chiếc xe mô tô đây các bạn. Này. Xe mô tô chạy khá chậm luôn nha các bạn. Xe mô tô này con khấu yếu quá, chạy chậm quá. Rồi, hai chiếc xe hơi. Wow. Quá chạy tốt. Rồi, chạy tốt nha các bạn, cho rõ luôn. À, đây là một chiếc xe buýt này các bạn. Wow, chiếc xe buýt chạy tốt luôn bạn. Quá tuyệt vời. Rồi, một chiếc máy bay trực thăng coi tôi chạy được không nha. Cho rõ luôn bạn. Hôm nay được thu hoạch được nhiều xe đâu các bạn. Rồi, màu đỏ cũng có, màu xanh có, màu vàng có, màu đen có, tất cả đều có luôn nha các bạn. Rồi, tiếp tục xe chồng mình đi tìm tiếp nha. Chỗ đây có một xe nữa bạn. Một xe này, 2 xe, 3, 4, 5, 6 xe luôn bạn. Xe bán tải nhiều quá đây. Mình được nhiều xe rồi, bắt đầu mình sẽ coi thấy xe này chạy được không nha các bạn. Tốt. Quá tuyệt vời, xe đây chạy ngon. Đây có nhiều xe bán tải luôn mà, 2 xe giống nhau luôn bạn, nhưng mà bản số khác nhau này các bạn. Xe đây bản số 90 nè, bản số 03 nè các bạn. Đồ vô vỏ luôn các bạn. Tuyệt vời. Rồi tiếp tục. Rồi ba xe các bạn. Wow. Đánh chạy luôn nè các bạn, xe là xe bé chỗ nè các bạn. Đồ vô vỏ nè. Xe đây xe bản số xe xéo bé, xe bán tải luôn các bạn. Cho vô luôn ha. Rồi tiếp tục. Wow, đây mình chỗ 2, 4, 6 chiếc xe này bạn. Wow, xe bận ghê các bạn ơi. Wow, to quá trời to luôn bạn. Wow, trời vô luôn nha, xe điều khiển chạy bằng pin nha các bạn. Rồi, tiếp tục đây, đây là một chiếc xe hơi các bạn. Chạy xa quá, vẫn còn chạy tốt luôn. Đây, mình có xe có 3 chiếc luôn. 1, 2, nè, 3, 4 luôn nha các bạn. Đó, 2. Wow. Đi qua rồi. Quá đi, 4 chiếc xe chạy tốt luôn. Coi vô vỏ luôn nha các bạn. Wow, mình được nhiều xe quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi kiếm xe nha các bạn. Vẫn còn nhiều chiếc xe khác đang kêu mình đi kiếm nha. Đây mình có xe gì đây các bạn. Nhiều quá. Có một chiếc xe máy bay nè. Nga quá tuyệt vời luôn. Nhiều xe quá các bạn ơi. Máy bay chạy được không nha. Wow, quá ngon. Rồi cho vô vỏ luôn nha các bạn. Rồi ok. Rồi đây đây là một chiếc xe, đây là một chiếc xe đua, xe hơi đua các bạn. Có hình con khủng lem này các bạn. Thấy chưa, một hình con khủng lem, cho vô vỏ luôn. Rồi chiếc đây là một chiếc xe buýt các bạn. Xe buýt này. Wow, tuyệt vời, xe buýt chạy được không các bạn. Xe buýt chạy được các bạn. Bạn còn xanh nha các bạn. Một chiếc xe buýt màu đỏ, cho vô vỏ luôn. Mình được nhiều xe quá các bạn. Rồi tiếp tục, đây hai chiếc xe giống nhau luôn các bạn.
mà hai chiếc xe đây là một chiếc xe màu đỏ vàng với là một chiếc xe màu xanh lá chuối này các bạn. Xin thử xe chạy được không nha. 1 2 3. Xe chạy được các bạn. Còn xe đây sao rồi? Chạy nhanh quá. Xe chạy quá nhanh. Một chiếc xe mô tô. Police xe mô tô này xe khu công an này các bạn. Xe chạy chậm các bạn. Cho vô vỏ luôn. Nhiều xe quá các bạn. Quá trời xe luôn nha. Đây nguyên một xe luôn, máy bay tự thân nè bạn. Wow, tuyệt vời luôn, máy bay còn chạy được không nha các bạn. Coi thử thêm. Máy bay chạy xa thiệt các bạn ơi. Đây mình có xe gì đây? Xe đây là một chiếc xe bảy chỗ này các bạn. Thu hoạch được nhiều xe rồi, bảy chỗ này nha. Xe đây là một chiếc bán tải các bạn. Cho bán tải vô đây luôn. Đây là một chiếc xe hơi biển số 747 này nha các bạn. Đi qua rồi. Còn hai chiếc xe đây nữa. Xin thử tốc độ. Xe kia chạy tốc độ quá các bạn. Cho vô vỏ luôn các bạn. Còn chiếc máy bay nữa nha. Hai chiếc xe luôn. Nhiều xe quá các bạn. Bây giờ mình đếm số xe nha. Nhiều xe quá các bạn. Không đếm nổi đâu. Có được xe luôn này các bạn. Tuyệt vời luôn. Có nhiều xe quá các bạn ơi. Đây xe đây, xe gì đây? Có máy bay trực thăng nữa nè các bạn. Ngã đâu. Trực thăng màu xanh với màu trắng nha các bạn. Đây mình có trực thăng màu vàng với màu trắng luôn nè các bạn. Quá dữ. Qua đây mình có xe buýt nữa nè các bạn. Quá đã luôn. Tiếp tục đây mình có mình có xe mô tô nữa nè các bạn. Xe buýt màu xanh nữa nè các bạn. Đây là xe 7 chỗ nha các bạn. Mình không có biển số. mình có xe hơi nữa nè các bạn. Xe hơi. Một chiếc xe hơi màu cam nè. Đây là một chiếc xe hơi màu xanh lá cây nha. Đây là một chiếc xe đua 4 chỗ, bản số xe số 19 nha này các bạn. Đưa được không? Chạy tốt các bạn ơi. Quá dữ. Bắt đầu mình sẽ cho trường xe chạy tới đích đây nha. Đây là đích nha các bạn. Mình sẽ đây là đích. Ai nào cán qua cái đích đây là thắng nha các bạn. Bắt đầu mình sẽ cho xe này đi trước nha các bạn. Đây xe này. Xe này là xe dẫn đầu các bạn. Không qua được chứ người vật rồi, xe dẫn đầu nhưng không qua được. Bây giờ chiếc xe này nha, xe này. Tuyệt vời luôn. Tốc độ. Vượt qua rồi, vượt qua đích luôn nha các bạn. Bây giờ xe này, xe mè cam này. Tốc độ. Quá yếu rồi các bạn ơi. Xe này quá yếu, cho qua một bên nè. Tiếp tục nha. Bây giờ các bạn chọn xe nào? Xe buýt nha. Xe buýt. Xe buýt. Tốc độ lên, xe buýt. Xe buýt đã thắng nè. Xe buýt. Thắng, cho qua một bên đây nha. Thắng mình sẽ cho qua một bên đó. Xe này thua luôn nè, bên đây luôn các bạn. Để xe đây đi, làm chứng để xe đó. Tiếp tục. Đây giờ mình sẽ cho một chiếc máy bay trực thăng trước đi. Máy bay trực thăng nha, tốc độ máy bay trực thăng vừa qua. Quá yếu máy bay trực thăng, quá yếu rồi. Yếu quá, cho qua một bên. Xe này bên này là yếu nè các bạn. Bây giờ mình sẽ
xe này chưa chạy mô tô. Một chiếc mô tô đi. Đó, tốc độ mô tô, tốc độ mô tô. Mô tô yếu quá. Thôi thua luôn. Anh mô tô này, mô tô này, mô tô phân khấu yếu này. Rồi ok. À bây giờ mình sẽ tiếp tục xe này đi, xe bản số trên 16 nha các bạn. À xe bản số 16. Rồi cho chạy tốc độ luôn nè các bạn. Hai ba. Wow, chiếc này cũng khá là yếu nha các bạn. Khá là yếu cho qua đây. À xe yếu nhiều quá, xe thắng này bên kia mà xe chạy yếu nhiều quá. Tiếp tục. Rồi xe bản số 19 nha, xe đây mạnh nè các bạn. Rồi thử mạnh không nha. Biết liền. Wow. À, quá tuyệt vời luôn. Xe này khá là mạnh, cho xếp hàng vô đây luôn. Đó, bên đây là xe chạy mạnh. Rồi tiếp tục, bây giờ mình sẽ làm chiếc xe màu cam đây nha. 1, 2, 3. Quá. Wow, xe này chạy không nổi rồi bạn. Hai xe màu cam giống nhau luôn, chạy không nổi luôn, cho vô giường luôn nha. Wow, mình còn nhiều xe nối đuôi về đằng xe nữa. Quá trời xe nối xe về đằng xe luôn nè các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Rồi đó, bây giờ mình tiếp tục, mình sẽ cho chiếc xe mèo xanh này đây. Đấy, xanh này nha. Rồi xe tốc độ nha, tốc độ nha. Wow, quá dữ, quá dữ rồi. Rồi xe này tốc độ quá dữ rồi. Đó. Quá trời nhiều. 1, 2, 3, 4 chiếc xe mạnh. Đây 1, 2, 3, 4 nem chiếc xe yếu nữa các bạn. Tiếp tục. À lên, lên lên lăng, lên lăng. À bắt đầu mình sẽ cho máy bay trực thăng mèo xanh dương đây. Quá hung dữ, nhưng mà để xem thử chạy tốc độ bao nhiêu. 2, 3. Wow. Miếm vượt qua đất luôn các bạn. Thua rồi, cho xuống xe luôn. Thua, xe đua thua nhiều quá. Đây một chiếc Bauer màu đỏ vàng nha. Rồi xe đây là xe 4 chỗ các bạn. Bắt đầu. 1, 2, 3. Wow, cũng khá là yếu luôn. Xe này khá là yếu về vị trí cũ nha bạn. Về vị trí cũ. Rồi tiếp tục. Xe bản số 69. Tốc độ. Bản số 69 rồi mà. Wow. Chưa qua được. Muốn xuống xe yếu luôn, cho vô xe yếu luôn nha các bạn. Đây bắt đầu mình sẽ lái con Power đây nha các bạn. Đó. 2, 3. Wow, miếng qua luôn nhưng không thể qua được. Tại sao mà xe yếu nhiều dữ vậy không biết nữa. Rồi tiếp tục. Xe đây là giờ mình lái xe hơi mè xanh nha các bạn. Đó, tốc độ luôn. Xe này coi xe là bạn. 2, 3. Wow, tuyệt vời. Cuối cùng cũng có xi mạnh rồi các bạn ơi, cho vô xi mạnh. Được 1, 2, 3, 4, 5 chiếc xi mạnh rồi nha. Rồi tiếp tục, mình sẽ quay lại xi đây. Xi mèo vàng đây nha các bạn. Con thứ xi này mạnh hay là yếu nha. 2, 3. Bị cản đường rồi các bạn. Chuyển qua xi yếu luôn. Cho xi yếu luôn. Rồi đây các bạn, mình còn quá trời xe luôn nè các bạn ơi. Đó, rồi mình sẽ đi lần lần coi xe nào mạnh là chạy qua nha, xe nào yếu ở lại nha. Wow, xe là yếu rồi. Chiếc mô tô, tốc độ mô tô. Wow, mô tô yếu quá, yếu. Rồi tiếp theo xe mày xanh lá cây. Wow, chạy được nhưng mà trật chỗ rồi các bạn ơi, lật xe luôn. Ok rồi, tiếp tục thằng này. Wow, xe đây mè trắng này. Wow. Tới chỗ đó hết mất, mới hết mất rồi các bạn ơi. xe buýt chạy tốc độ luôn nha. Nè, xe buýt. Wow, xuống xe yếu luôn rồi các bạn ơi. xe đây bản số xe chúng 911. Wow, sao tới đó đứng luôn rồi, thua rồi, tốc độ yếu quá. Tiếp tục thằng này. Rồi. Nhiều xe, ít xe quá nha, vượt qua nha, vượt qua tốc độ nha. Wow, lật xe luôn rồi. Rồi tiếp tục, mình còn nguyên bài xe nha các bạn. Rồi tranh thủ nhanh đi. Rồi xe đây dở quá đâu, vượt qua. Wow, chưa qua luôn các bạn. Đó, tiếp tục thằng này. Xe mèo đỏ đâu đây. Wow, đây tiếp tục.
Mấy quà toàn là đứng bật hết các bạn ơi, chưa có thằng nào được vượt qua hết trơn. Đây, tiếp tục thằng này. Đấy, tốc độ. Cũng thua luôn. Rồi, đi máy bay. Máy bay trực thăng. Đấy, máy bay trực thăng, máy bay trực thăng. Rồi, lật luôn, máy bay trực thăng. Rồi, tiếp tục xin này. Wow. Trời ơi, chiếc xe mạnh ghê ta bạn. Ôi, xe mạnh, quá coi xe mạnh nữa ghê. Đây là một xe mạnh đây, cho vô đây. Khá ít xe nha. Rồi, đây, mình còn nguyên bộ hàng ghế xe đây. Cho lên trước hết, chứ đỡ về đường xe là không thể nào chạy qua được. Rồi, tiếp tục. Wow. Vua luôn, máy bay trực thăng. Rồi, bác. Wow, máy bay trực thăng cũng khá yếu các bạn à. Rồi, chiếc đợt xe bản số 45 đây. Wow, đi chưa đúng đường bị lạc các bạn ơi. Nhiều xe quá. Wow, tốc độ. Wow, xe đó có tốc độ nhưng mà vua xe này. Tiếp tục, mình sẽ đi xe này nha. Hai xe một lượt. Wow. Nếu không có chiếc xe này thì đó vượt qua xe kia luôn các bạn. Ok, đó. Shikaru ghi khá mạnh luôn này các bạn. Rồi, hai chiếc. Thua luôn. Rồi, một chiếc xe bán tải này các bạn. Wow, lật chiếc kia luôn rồi. Rồi, mình còn 4 xe cuối cùng này các bạn ơi. Rồi, tiếp xe, 4 xe cuối cùng luôn. Đã thua hết luôn rồi các bạn ơi. Rồi, xe nhiều mà thua. Quá thua rồi. Rồi, mình chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiếc xe thắng. Yeah, quá dữ. Wow, hôm nay mình khui xe đồ chơi nha các bạn. Đây là hộp xe đồ chơi của mình. Đó, xe đây gồm có xe đua này, xe bán tải này, các loại xe 4 chỗ nha các bạn. Đó, 1, 2, 3, 4 chỗ. Dù đây là dùng cho trẻ em trên 3 tuổi. Ok, wow. Đây là một xe gì đây? Chiếc đây là chiếc... bé chủ nha bạn. Đó, rồi. Bây giờ mình sẽ đưa ra cho bạn xem đây. Đây bé chủ. Wow. Quá tuyệt vời luôn. Đó, xe đây là xe bản số xe 110. Police xe cảnh sát nha bạn. Wow. Quá tuyệt vời. Họ xe chạy mạnh các bạn ơi. Tiếp theo, mình có hai xe này. Đó, xe đây là biển số xe số 06 này các bạn. Đó, và biển số xe số 28 nha. Rồi, ok, chạy xe thôi. Wow, chiếc này chạy nhanh hơn nha các bạn. Chiếc biển số 28 chạy nhanh hơn. Rồi, tiếp theo. Mình sẽ đổ ra đây chị. Wow. Quá. Đây. Rồi, đây bây giờ mình có nguyên chiếc xe này các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó chạy hai xe đây. Bây giờ cho hai xe đây chạy trước nha các bạn. Đó, xe đây là xe bản số 911. Với lại là một chiếc xe 7 chỗ màu xanh dương. Quá đây. Trải nghiệm nào. 1 2 3. Wow, hai chiếc chạy cùng nhau luôn nha các bạn. Tiếp theo. Wow, xe đây là một xe đây là một chiếc xe bán tải này các bạn. Có thang này trên đây luôn nè. 1 2 3 4 5 6 7 bậc thang các bạn. Wow, xe bán tải. Tuyệt vời. Ok. Bây giờ mình sẽ cho xe chạy
cho rớt xuống lề luôn nha các bạn. Không thể qua được cái lề đây nha các bạn. Rồi cho lên trên. Wow, chiếc xe mà đỏ chạy trước nha. Chiếc xe mà đỏ chạy mạnh hơn nha các bạn. Rồi bây giờ tiếp theo mình lấy hai bảng số riêng đi. Tiếp theo là xe 417 và một xe xe bán tải đây nữa nha các bạn. Wow, xe bán tải nó có đèn điều khiển. Wow, hai chiếc luôn. Rồi thêm một chiếc nữa luôn nha các bạn. Wow, ba chiếc luôn. Hai ba. Wow, chiếc xe bị lật rồi mà. Chiếc xe màu xám này bị lật luôn này. Bị như chiếc xe kia tập lật. Quá tuyệt vời luôn mà. Nhiều xe quá các bạn ơi. Đó, tiếp theo. Rồi, tiếp theo bây giờ mình chọn xe nào đây? Mình sẽ chọn hai bảng số xe 911 này. Rồi, xe mà đỏ, xe mà trắng này nha, trắng đỏ đây nha. Xe đây là một chi bảng số 911 luôn này các bạn. Hai xe 911 luôn nha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đua thôi. Đua thử xe nào nhanh hơn nha các bạn. 1 2 3. Wow, chiếc xe màu đỏ vậy chạy quá tốt luôn. Chiếc xe màu đỏ nha bạn. Wow, tuyệt vời. Tiếp theo thì xin một chiếc xe quân đội này. Chiếc xe có cái ngôi sao này các bạn. Đó, chiếc xe cái ngôi sao nha. Và một chiếc xe nào đây, xe 22 đây. Đây. Xe đây, xe số 22, một chiếc xe bán tải nha các bạn. Hai xe này xin thử xe này tốc độ cao hơn nha. 1 2 3. Bông. Xe này tốc độ cao hơn hai xe đều nha luôn các bạn. Hai xe bán tải đều nha luôn. Rồi các bạn chọn xe nào đây? 1 2 3. Bây giờ mình sẽ lấy 1 2 3 chiếc này luôn nha các bạn. Đó, cho ra đứng giữa đường luôn ba chiếc này luôn. Ok, 1 2 3. Wow, chiếc xe mèo, đây chiếc xe mèo mà caro đỏ nha bạn, caro đỏ chạy nhanh hơn. Wow, xe quá là xe luôn. Ok, ai mình còn để đến thử mình còn mấy chiếc xe nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 chiếc nha các bạn. 12 chiếc xe này quá tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một chiếc xe bản số số 59 này đó. Với một bản số xe 10 nha bạn. 59 kẹp xe 10 nè. Xem thử xe nào có tốc độ cao hơn nha. Đấy, 59 kẹp xe 10. 1 2 3. Wow, hai xe chạy đều nha luôn nha các bạn. Hai xe chạy đều nha luôn. Quá tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sẽ lấy 1 2 3 chiếc đi. 1 2 3 chiếc xe nha các bạn. Xem thử xe nào chạy nhanh hơn nè. 1 2 3. Wow, còn chiếc xe này không muốn chạy nè các bạn. Wow, chạy nhanh. Thằng này chạy nhanh bản số xe 17 này các bạn. Chạy quá nhanh luôn. Tiếp tục mình sẽ có một xe, hai xe, mình sẽ lấy 4 xe luôn nè các bạn. Wow, 4 chiếc luôn nha. 4 chiếc luôn nha các bạn. Xe nữa xe này chạy nhanh nha. Wow, 4 chiếc. Wow. Quá tuyệt vời. Rồi, lấy đường. 1 2 3. Wow, được hai xe chạy, hai xe sao đứng đây rồi. Xe tốc độ yếu quá vậy. Wow, quá đã luôn. Xe mày xanh hơn. Một chiếc đây sao không ngưng rồi. Chiếc đây hơn rồi bạn. Chạy yếu quá. Wow. Xe này chạy quá yếu rồi. Xe này hư rồi. Về nhà làm lại động cơ đó các bạn. Động cơ này rất xinh này bị hư rồi nha. Rồi bạn số xe
số 3 này các bạn, số 3 là bị hư rồi. Bây giờ mình còn hai chiếc các bạn ơi, hai chiếc nha. Đây là một chiếc số 9 này, caro này, một chiếc số 911 này, với lại là một chiếc xe này không có bảng số các bạn ơi, không có bảng số sẽ ra đường công an bác CC bán tải nha. Rồi tốc độ 1, 2, 3. Rồi đây là nguyên nhân xe này các bạn. Còn xe này xếp hàng sao mà ra đường này đâu được đây. Rồi wow, ở đây có một chiếc xe bản số xe 110 này các bạn. Đó, bản số xe 110 đã nằm bên đường đây. Rồi xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tìm kiếm xe hơi nha các bạn. Rồi những chiếc xe nhiều lắm các bạn ơi. Đây. Wow, chiếc xe này đây. Bây giờ mình sẽ đi tìm thôi. Wow. Đây. Rồi bên này có xe đây các bạn. Đây. Đây là một chiếc xe máy bay trực thăng này các bạn. Wow. Máy bay trực thăng màu xanh dương với màu trắng nha các bạn. Bay nha. Tịt. Rồi, ngưng rồi. Wow, một chiếc máy bay bay ra cánh đồng ấy. Ôi trời, đây ha. Một chiếc máy bay trực thăng màu xanh dương. Rồi, với màu trắng rồi bỏ vô vỏ luôn nha các bạn. Wow, vẫn còn xe nữa này các bạn ơi. Đây thì đây mình có hai chiếc xe này. Một chiếc xe bán tải nè, bản số 90 này các bạn. Đó. Và một chiếc xe 4 chỗ này các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Rồi các bạn ơi, chỗ đây có nữa nè, trốn đống đá này các bạn. Đó, thấy chưa? Ngàn đống đá thì mình có một chiếc xe màu xanh lá cây này các bạn. Đó, màu xanh lá cây. Anh đây là xe gì đây? Wow. Đây là một chiếc xe hơi nha các bạn. Đó, xe ô tô. Rồi, tiếp theo mình có hai chiếc nữa nè các bạn. Wow. Đây là một chiếc xe 4 chỗ nha các bạn. Với lại một chiếc xe đây là chiếc xe bán tải này các bạn ơi. Đó, chiếc xe bán tải này. Đây, xe đây tốc độ này các bạn. Tốt. Wow, chạy tốt nha các bạn. Rồi, tiếp tục. Wow, ngay cái đây có xe nữa nè các bạn ơi. Đó, xe gì đây? Coi thứ xe gì? Wow, cỏ nhiều quá, trốn dưới cỏ luôn các bạn ơi. Đó, đây là một chiếc xe mô tô nè các bạn. Wow, xe mô tô nha các bạn. Xe mô tô của cảnh sát Bolix nè các bạn. Đó, tiếp theo nữa mình chỉ có hai chiếc xe nữa nè các bạn ơi. Đó, hai chiếc xe này là một chiếc xe bán tải bản số 67 nha các bạn. Wow, tuyệt vời. Như là một chiếc xe đua. Xe đây là xe 4 chỗ, xe đua. Wow. Chiếc xe bán tải phim tới chạy tốt luôn nha bạn. Wow, vẫn chạy tốt các bạn ơi. Wow, tuyệt vời. Wow, dưới này. Dưới này trốn nè các bạn. Những chiếc xe đua trốn này. Wow, được 3 chiếc luôn. Để mình coi thử được chiếc gì nha. Đây là mình có một chiếc máy bay trực thăng nè các bạn ơi, một chiếc máy bay trực thăng màu vàng với màu trắng nha. Rồi vẫn chạy tốt. Coi thêm nữa coi. Quá tuyệt vời. Và thêm hai chiếc xe này các bạn. Đây, hai chiếc xe bản số 519 nè, một chiếc xe bản số 519 nha, và một chiếc xe bản số 45 các bạn. Xe đây xe 7 chỗ các bạn. Coi thử chạy tốt không nha. Wow, quá tuyệt vời. Rồi, ngàn cấp chuối của mình có con này các bạn. Đó, thấy chưa? Ngàn cấp chuối của mình cũng có nè. Đây là một cấp chuối nha các bạn. Đó, rồi, bản số xe 911 cho vào vỏ luôn bạn. Tuyệt vời. Đây, giờ có hai chiếc đây nữa nè. Đây là một chiếc xe bán tải nha. Đây, xin lỗi các bạn, đây là một chiếc xe 7 chỗ nè các bạn. Xe ô tô 7 chỗ. Wow. Với lại mà một chiếc xe ô tô 4 chỗ. Xe Sport đây, Sport tốc độ nha các bạn. Wow, sao bự thế này. Vẫn chạy tốt nha các bạn. Đây. Wow, tuyệt vời. Tiếp tục đi kiếm xe nha các bạn.
Lại là bên gốc chuối này các bạn. Đó đây, wow. Đó, đang gốc chuối đây. Mình có xi bản số 69 cho vô vỏ nè các bạn. Wow, nhiều xi quá rồi. Rồi thêm 32 chiếc nữa các bạn, 2 chiếc xi màu cam này các bạn. Đó, một chiếc xi bán tải nè, với lại là một chiếc xi 7 chỗ này. Coi thử tốc độ chà tốt không nha. Wow, ghê tốt. Xi này vẫn còn ok. Đây, ngang chỗ đây nữa các bạn ơi. Đây, ở đây mình có xi gì to dữ đây. Thôi, đây là một chiếc xi bít này các bạn ơi. Đó, nằm dưới da bí này các bạn. Đó, bí có trái luôn này các bạn. Đó, tính ăn bí này các bạn ơi. Đây, đây là một chiếc xi bít mè xanh dương nữa các bạn. Cho vào vỏ luôn. Với lại là hai chiếc xi hơi này các bạn. Một chiếc xi 4 chỗ với là một chiếc xi 7 chỗ nha. Đó, xi đây xi 4 chỗ, xi bản số số 18 này các bạn. Tuyệt vời luôn. Thôi, hình như mình thấy bên các cây dưới lá dừa đây có nữa này các bạn. Ồ, dưới lá dừa đây các bạn ơi. Trốn dưới lá dừa đây. Một con, hai con này, ba con. Wow. Mình sẽ lấy con lớn trước. Con lớn là con mè cam nha. Con đây là con mè cam thì ồ, siêu tô mè cam. Nhiều siêu tô quá. Rồi cho vô vỏ mình luôn nha các bạn. Đó, đây là siêu tô 44 chỗ, bản số 47 luôn nè các bạn. Với lại một ô tô 7 chỗ nha. Wow. Tuyệt vời. Nhiều xe quá. Tiếp tục đi tìm nha các bạn, xe nhiều lắm. Wow, ngang đây có chiếc xe ô tô bự này các bạn ơi. Đó. Wow, xe này bự ghê trời. Xe này xe điều khiển phải. Xe đua này có đuôi này các bạn, có bô này, 4 bô luôn này các bạn. Quá tuyệt vời. Nó cho gió luôn bạn. Thêm bây giờ có hai chiếc đây nữa nè các bạn. Đây là một chiếc xi bản số xi 03 này các bạn, xi bán tải nha. Cho vỏ luôn. Đây là một chiếc xi đua 4 chỗ. Tốt. Xi quá trời xi luôn bạn. Đây. Đây mình có 4 chiếc xi luôn nè các bạn. Xi đây là xi bít nè các bạn. Xi bít màu đỏ nha các bạn. Rồi. Với lại ba chiếc xe ô tô nè các bạn ơi. Đây mình có xe caro này. Trốn vô bụi cỏ luôn nha các bạn. Đây bụi cỏ đây. Cái dừa trồng đang lớn nè các bạn. Cửa ra trái. Đây bây giờ là xe đây xe 4 chỗ nè, mày xanh nè. Với lại là một xe bán tải mày đỏ. Wow, bạn thấy xe chưa? Tuyệt vời luôn. Rồi ngăn bí đây có này bạn. Trốn dưới lá bí đây. Đây là trùng mèo quá không thấy. Đây là cái xi ô tô mèo xanh dương nha, mèo xanh lá cây nha. Wow, xin lỗi, mèo xanh lá cây nha các bạn. Tiếp theo, wow, đây là xi bán tải này các bạn. Xin lỗi nha, đây là xi 7 chỗ, bản số xi 911 các bạn ơi. Và một chiếc xi 4 chỗ này các bạn. Xi 4 chỗ. Wow, chạy tốt, ok. Wow, tiếp theo mình có xi này các bạn ơi. Đây. Wow, một chiếc xi mạch cam nè. Đây là một chiếc xi ô tô mạch cam nha. Xi này chạy tốt không? Wow, tốt. Rồi, mầm đẹp luôn nè các bạn. Bánh tốt luôn. Cho vô gió. Rồi, vậy lại là một chiếc xi cảnh sát nè các bạn. Xi cảnh sát nè. Rồi. Rồi, chúng ta làm chiếc máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng các bạn ơi. Máy bay trực thăng mèo trắng với mèo xanh dương này các bạn. Wow, mình được nhiều xe rồi nè. Quá trời xe luôn các bạn ơi. Đây. Mình vẫn gẹp xe nữa nè các bạn. Ngang gấp chuối nè các bạn. Chuối nhỏ này. Chưa có trái. Đây làm chiếc máy bay trực thăng mèo vàng này các bạn ơi. Thêm một mô tô bự, mô tô đây, nguyễn mô tô quá tuyệt vời luôn các bạn. Rồi tiếp theo là mình có con này, một con xe 4 xe bé chỗ bản số xe 45 nha các bạn, xe màu đỏ nữa. Rồi mình sẽ qua đây. Xin thứ xe này chạy được không nha. Wow, một chiếc xe buýt màu đỏ này các bạn. Wow.
quá tuyệt vời luôn. Giờ mình sẽ test cái sim mà cam này. Sim mà cam nha. Đây. Wow, tuyệt vời quá các bạn. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ test cái sim này đây. Đây, sim đây là sim 911 bạn trẻ tốt nha. 911. Wow, lật sim luôn. Quá tuyệt vời rồi. Ok, nhiều quá sim. Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục khui hộp đồ chơi nha các bạn. Đây, đó, đây là hộp đồ chơi đó, mình đã đặt lên mạng nha các bạn. Đó, đây, đây là xe đua này các bạn. Đó, Make in China 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp ra nha các bạn. Rồi, đây. Wow, nguyên một hộp xi luôn này các bạn ơi. Đó, mình sẽ xem xi đây xi vậy nha. Đây là một chiếc xe bản số xi 09 nha các bạn. Đó, xi 09. Đó, xi này không có bản số xi nè, bật ngoài xi bét thôi. Đó. Wow, nhiều xi quá. Đây, thì qua đây là một hai chiếc xi bản số xi 911 luôn này các bạn. Đó. Quá tuyệt vời luôn. Xe đây xe giống xe, giống xe công an này có đèn xanh đỏ này các bạn ơi. Rồi. Hai chiếc, bốn chiếc nha các bạn. Đó, mình sẽ đặt đây. Rồi, đây, mình tiếp tục. Sẽ lấy ra những chiếc khác nha. Đây, xe bản số xe 99 mèo caro này các bạn. Đó, cho vô luôn. Thằng đây là thằng 4x4 xi 4 chỗ này các bạn ơi. Đó. Rồi, đây là xi 22, bản số xi 22 nha. Wow, wow, chưa đã chạy rồi các bạn ơi. Cái xi này chưa đã chạy rồi. Chút nữa mình xi đua. Chút nữa mình xi đua là mình xi đua cho đẩy thử cái hộp đó xi ngã luôn nha các bạn. Đó. Đua. Rồi, mình bây giờ mình sẽ xếp xi vô đây nha. Đây, bản số xi số 22 này nha các bạn. Đó, xi đây là xi bán tải nha các bạn. Đó, bán tải này có thang này các bạn. Wow, xi bản số xi bán tải nhưng bản số xi 4 vé nha các bạn. Đó. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, thêm một chiếc xi bản số 911 với lại một cái xi caro nha các bạn. Wow, wow. Đó, đây là bản số xi số 28 này các bạn ơi. Đó, xếp vô luôn. Rồi, đây là bản số xi số 9 nha các bạn. Đó, số 9. Rồi, tiếp tục ha. Tiếp tục đây là bản số xi số 88 nha các bạn. Wow, xếp hàng nhiều quá đi. Rồi, là bản số xi số 59. Quá tuyệt vời luôn. Chiếc xi này là một chiếc xi tại chỗ nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ xếp phía sau hàng phía sau này nha các bạn. Đó, chiếc nữa. Gọi thử. Thêm hai chiếc nữa ha bạn. Những số xi cầu vòng. Rồi, đây có bản số xi Bullet 110 nha các bạn. Đó. Rồi, bản số xi 03 này các bạn. Rồi, đây là bản số xi một chiếc xi 4 chỗ, bản số xi 47. Rồi, xi bản tải quân đội này các bạn. Rồi, mình sẽ cho ra đây luôn. Rồi, 2 3 xi. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy ba chiếc xi này, 1 2 3 chiếc xi này tông thử. Thử xem có ngã cái đó không nha, chèn vô cái tường của nhà không các bạn. Đó, giờ mình sẽ lấy xi đầu tiên nè các bạn. 1 2 3. Wow, xi này
Xe này sẽ trả hướng rồi các bạn ơi. Đó, tiếp tục mình lái xe. Xe lái xe bằng số 966 này các bạn. Đó. Rồi. Tông nha, 1 2 3. Wow! Lại không trúng đích rồi các bạn ơi. Đây, tiếp tục xe 4 chỗ đây các bạn. 1 2 3. Wow! Xe 200 trúng đích luôn các bạn. Đó. Quá tuyệt vời. Chỉ xe 4 chỗ đã trong trúng đích nha các bạn. Rồi, mình sẽ cho nó qua một bên. Đó. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo mình sẽ lấy 2 xe luôn nha các bạn. Hai chiếc xe này luôn. Rồi. 1 2 3. Wow. Wow, hai chiếc xe này đi trong cặp thứ luôn nè các bạn. Một chiếc xe màu đỏ nè, đó, và một chiếc xe màu xanh nha các bạn. Wow, đi trặc hướng rồi. Rồi tiếp theo, wow, tiếp theo mình sẽ lấy hai chiếc xe này tiếp tục nha các bạn. Wow, mình tông thử trong tống đến không? Tông luôn chiếc xe kia luôn nha các bạn. Đó, wow, lên đường hai chiếc, 1 2 3. Wow, wow, anh này đã bị tông luôn nè các bạn. Đó, ra rìa luôn. Đó, tiếp tục mình sẽ lấy đó làm chuẩn nha. Rồi tiếp tục mình sẽ lấy 3 chiếc xe luôn này các bạn. Đó, chưa để đến bản chiếc xe số 28 đã lo chạy rồi các bạn. Đó, 1 2 3 nha. Đây, 3 chiếc của mình đây, 1 2 3. Wow, quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Tuyệt vời quá. Đó, tầm 1 chiếc của 1 chiếc trong túng thôi, còn 2 chiếc kia không trong không trúng nha các bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ lấy 2 chiếc này trong đợt tiếp, xem thử có ngã không nha các bạn. 1 2 3. Wow, 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 chiếc xe này đỉnh các bạn ơi. Hay, wow, cái xe này quá đỉnh rồi. Wow, một chiếc xe Caro bản số xe số 88 nha các bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ dựng lên và cho những chiếc xe này. Rồi chỉ có một chiếc đó thôi, còn chiếc này chưa các bạn ơi. Chiếc này chưa đi được nè. Mình sẽ cho đi luôn. Bắt. Wow. Chị tâm như tâm nhân chưa ngã các bạn ơi. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nha các bạn. Mình sẽ còn 1 2 3, mình sẽ lấy 3 chiếc này đây nha. 3 chiếc này luôn. 1 2 3. Wow. 2 chiếc xe đặt các bạn ơi. 2 chiếc xe đặt rồi. À, chỉ có một chiếc xe này trúng thôi nha. Nhưng chưa ngã được các bạn ơi. Chưa ngã như mình một chiếc xe này. Đây, đây là một chiếc xe vô địch đây. Đó. Đây, chị đứng lên đó luôn các bạn ơi. Chiếc xe này đã tông trúng ngã luôn rồi. Đây, mình sẽ để lên đây tông luôn. Đó, để lên đây. Ok. Đây, giờ mình sẽ lấy một con số 22 này các bạn. Với lại một con mèo xanh đây, mình sẽ tông trúng cho chi nó rớt luôn nha các bạn. 1 2 3. Đi lạc đường luôn nè các bạn. Đó, một con đi lạc đường luôn, con kia lạc lúc ở trên con quạt kia luôn các bạn. Rồi tiếp tục. Đó, mình còn 3 chiếc xe này với lại một hàng dưới nữa các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ dùng 3 chiếc này luôn, 3 chiếc này đây một lượt luôn nè nha các bạn. Một ai bắt. Wow, chưa trúng các bạn ơi. Đó, vẫn còn nguyên. Rồi tiếp tục mình sẽ dùng 2 chiếc xe này. Lên đường. Rồi tâm trúng nha. Rồi tâm trúng được lập cái lục nha. Ai bắt. Oh, chỉ có tâm trúng nhưng không ngã được các bạn ơi. Đây là một chiếc xe quân đạo nhưng không chạy được đây. Wow, chiếc xe này quá dữ rồi. Đó, chiếc xe quân đạo ngôi sao này các bạn ơi. Đó, chào quân đạo đây, tông rớt xe này luôn các bạn. Nhưng chưa ngã được cái tấm này nha các bạn. Rồi, tiếp theo. Tiếp tục mình sẽ để lên bằng số xe số 88 nhất. Rồi, bây giờ mình còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiếc xe nha các bạn. Đây, 8 chiếc xe đây. Bây giờ mình sẽ tông nó luôn nè. Đó. Bây giờ mình sẽ lấy 2 chiếc trước nha các bạn. 2 chiếc trước nha. 2 chiếc.
một hai ba. Wow, một chiếc xi bán số 110 nè các bạn ơi. Đó, một chiếc xi bán số 110 nha các bạn. Wow, chiếc xi này trong trống rớt xi này luôn. Quá dữ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho hai chiếc xi lên đi cao luôn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho hai chiếc xi lên đi cao luôn. Rồi đây, khoảng cách khá là xa nha các bạn. Mình sẽ lấy một con trước nha các bạn. Một con này đây. Wow, mình sẽ đang tính khoảng cách của nó. 1, 2, 3. Wow, chạy khá nhanh nhưng mà trật rồi. Tiếp tục, mình sẽ lấy hai con luôn nha. Hai con luôn các bạn. 1, 2, 3. Wow, lại trật nữa ơi. Ráng cố định ba xe này phải tông trúng nha các bạn. Đó, lên đường. Rồi, xe này nhất định phải tông trúng nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Wow, lại trật nữa. Rồi, tiếp tục xe này. Xe đó lại trật nữa rồi các bạn ơi. Wow, lại trật nữa rồi các bạn. Wow, đây là một cái xi cuối cùng này các bạn ơi. Không trúng nữa sao? Một chiếc xi cuối cùng này các bạn ơi. Một chiếc xi cuối cùng. 1, 2, 3. Wow, một chiếc xi cuối cùng đã trong trúng rồi các bạn ơi. Đó. Một chiếc xi đã tạo cuối cùng trong trúng. Hai chiếc xi này rớt xuống luôn này các bạn. Xi này đỉnh trong trúng ngã này luôn nha các bạn. Quá dữ luôn rồi. Xi này xi bán số xi Caro, bán số xi 88 là nhất luôn nha các bạn. Thôi quá đã luôn. Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ khui hộp cái thùng này và cho thử sim tất cả các loại sim ở trong đây nha các bạn. Đây, tất cả các loại sim này đua thêm sim nào thắng thì sẽ được giải nhất nha các bạn. Sim nào về đích trước nha các bạn. Mình có đích kia là mà đây, mình có đích kia là mà, đó, mình có đích kia là một chất tường nha các bạn nha. Một cái đích đó là một chất tường đó. Sim của mình đây. Ok rồi, wow, quá trời đã luôn các bạn ơi. Nguyên hộp được cái xe luôn nè các bạn. Một sơn xe số 05 nè các bạn. Xe khủng lem nha các bạn. Rồi, bạn số xe số 88 luôn. Rồi, xe có xe số 88 luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đua nha các bạn. Đổ ra thôi. Ok. Rồi, tất cả các xe đang chuẩn bị xếp hàng nè các bạn. Đó, bạn số xe số 110 nè. 911 nè các bạn. Đó, bây giờ sẽ bắt đầu xếp hàng nha. Wow, nhiều quá. Mình sẽ xếp thành hai hàng ngũ nha các bạn. Đó, quá đã luôn. Đây, một chiếc xe bán tải. Xe này có máy xúc nè các bạn. Đó, thấy chưa? Máy xúc thấy chưa? Ok, bạn số xe số 019. Rồi, đây là một chiếc xe ngôi sao quân đội nha các bạn. Rồi, ok. Rồi, bắt đầu bây giờ mình sẽ đua nha các bạn. Đua xi mai tới đất trước nha các bạn ơi. Đó. Rồi, đây là bản số xi số 09 nha các bạn. Rồi, bắt đầu mình sẽ đua. 1, 2, 3. Wow, xe chưa tới đất luôn các bạn ơi. Đó, đây, cho bạn xem. Đó, chưa tới đất nha các bạn. Wow. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục nha các bạn. Rồi, tiếp tục mình sẽ lấy một chiếc xe này với lại một chiếc xe bản số xe 911 nha các bạn. Quá đã luôn. Wow, bắt đầu đua nha các bạn. Đây, 2, 3. Wow, chưa có xe nào đua tới luôn các bạn ơi. Tiếp tục mình sẽ lấy hai xe này. Rồi, một bản số xi số 09 này với lại một chiếc xi một chiếc xi bán tải nha bạn. Đặt 2, 1, 2, 3.
Wow, một chiếc xe bán tải đã động đất nha bạn. À, miếng động đất luôn, chưa động đất được các bạn ơi. À, xe bán tải này chưa động đất được. Bây giờ tiếp tục mình sẽ lấy ba xe luôn nè các bạn. Đó, đây, lấy ba xe này luôn nha các bạn. Wow, quá dữ rồi. 1, 2, 3. Wow, yêu quá, yêu rồi. Rồi, tiếp theo mình sẽ lấy đây. Đó, một chiếc Sigaro nè, một chiếc xe, hai chiếc xe, một chiếc xe 911 với lại một chiếc xe đây, một chiếc xe 110 nè. 911 nè. À, với lại một chiếc xe Caro bằng cờ đây nè các bạn. 1 2 3. Tốc độ luôn nè các bạn. 2 3. Wow. Ba chiếc xe đó chạy nhanh ghê chứ các bạn. Wow, quá đỉnh luôn rồi. Ba chiếc xe đó chạy quá dữ luôn nè các bạn ơi. Đó, bây giờ tiếp theo sẽ lấy ba chiếc này. Đó, đây là một chiếc xe 7 chỗ màu xanh lá cây nè, màu xe 88 màu Caro nè. Đó, với lại một chiếc xe bán tải có thang đây nè các bạn nha. Đó, vô, thấy vô. Rồi, vô thôi. 1, 2, 3, xuất phát. Wow. Quá dữ luôn rồi các bạn. Đó. Rồi, tiếp theo mình có xe này. Một chiếc xe bản số xe 59 này các bạn. Với lại đây là một chiếc xe Rex. Đó, bản số xe số xéo này các bạn ơi. Đó, bản số xe số xéo này nha các bạn. Đó, xe đây là một chiếc bán tải. À, 4 chỗ luôn nha. Rồi, ok. Rồi, mình sẽ đua. 1 xe, 2 xe nha. Rồi, 3 xe. Ồ, tốc độ luôn. 1, 2, 3. Wow, quá dữ luôn rồi. Xe chạy tốc độ quá dữ các bạn ơi. Rồi, có chiếc xe này chạy xe luôn. Wow, tông một chiếc xe màu đỏ luôn nè các bạn. Đó, tông chiếc xe màu đỏ đây. Quá đỉnh luôn. Rồi, tiếp theo mình sẽ lấy ba xe này luôn nha các bạn. Đó, xe này là xe đây, xe đây là một chiếc xe mèo tím nha các bạn. Đó, mèo tím nè. Đó, xe đây bản số xe số 47 này các bạn. Đó, với lại là một chiếc xe màu xanh lá chuối đây. Ok rồi. Bây giờ mình sẽ đua nha các bạn. Đó, 1, 2, 3. Rồi, ba chú đang gắn xếp hàng này các bạn ơi. Rồi, tốc độ 2, 3. Wow, hai chiếc xe lạng nhau luôn bạn. Đây cứ nào công an phải chết luôn. Wow, còn một chiếc nữa. Wow, chiếc đó khá mạnh luôn nè. Khá mạnh luôn nha các bạn. Đó, cái này chưa dễ xuất phát đâu. Wow, bị lỗi luôn nha các bạn. Lỗi luôn chưa kịp xuất phát mà đã tự chạy luôn. Mình sẽ cho lỗi. Đó, bắt đầu tiếp tục. Bây giờ mình sẽ có xe đây, xe bằng số 22 911. Ok, xuất phát. 1, 2, 3. Wow. Chiếc này tông 2 chiếc luôn nè các bạn. Đó, bị tông chiếc này, đường nào cũng bị tông, thế nào cũng bị tông nữa không. Xe này chạy yếu quá thì xe kia tông thôi. Đó, tiếp theo mình sẽ ra quân tiếp tục chiếc 911 nha các bạn. Đây, với lại là một chiếc xe màu xanh dương. Đó, bắt đầu nha. 1, 2, 3. Wow, xe này tông bị lật luôn các bạn ơi. Đó, một chiếc xe mèo xanh nên dương nó bị tông lật. Là bị chi tông chiếc kia lật luôn, đứng tại chỗ. À, chút nữa mình sẽ đếm thử chiếc những chiếc nào động đất trước nữa nha, nhiều nha các bạn. Rồi, bây giờ quá, một chiếc xe kia thử chạy lội luôn các bạn.
Đó, bây giờ mình chỉ còn 2 chuyến nữa nha các bạn. Đó, một lần mình sẽ đi 2 chi luôn. Đó, bắt đầu 1, 2, 3. Wow, wow. Wow, còn chiếc xe đây nữa, sao không đi? Miếng tông chiếc xe màu xanh lâu này, miếng tông chiếc xe màu xanh đây luôn các bạn. Đó. Rồi, bây giờ mình còn 2 chiếc xe này các bạn ơi. Đó, mình sẽ đi từng chiếc luôn này các bạn. Một chiếc xe caro đây đi trước nha các bạn. 1, 2, 3. Wow, đó. Xe tâm xe này lắc luôn này các bạn. Đó, tâm chiếc xe màu xanh dương, xe xanh lắc luôn. Rồi, một chiếc xe bản số xe 27 và xe chiếc xe cuối cùng. Coi thử xe nào về đất nha. 2, 3. Wow. Rồi, ok các bạn. Rồi, mình sẽ đếm xe về đất nha các bạn. Rồi, chiếc nào về đất. Rồi, một chiếc nè các bạn. Đây là chiếc xe đây về đất rồi nè. Cho vô vỏ nè các bạn ơi. Chiếc này về đất luôn nè các bạn. Rồi, về đất luôn nè. Chiếc này chưa được về đất nha các bạn. Rồi, qua là nhiều xe về đất quá. Rồi, đây, xe này về đất. Xe này bản số xe số 88 nha. Rồi, đây là một chiếc xe quân đội luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, được 6 chiếc xe. Wow, đây có một chiếc nữa nha các bạn. Wow, đầy luôn. Được 7 chiếc xe về đất luôn nha các bạn. Quá tuyệt vời.